trong lịch thi đấu, ở cuộc chạy đua với những đối thủ bám đuổi ở 3 vòng đấu cuối cùng. Đây là đội hình xuất phát của huấn luyện viên Lee Tae-hoon sử dụng cho Hoàng Anh Gia Lai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh sẽ là những cầu thủ được ra sân ngay từ đầu. Ở mùa giải hôm nay thì Hoàng Anh Gia Lai đã ghi được 34 bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự của họ là một mối lo với 43 bàn thua. Còn đây là đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hải Phòng. Tinh thần thi đấu là khá thoải mái khi mục tiêu ở lại với D-League của Hải Phòng gần như là đã được thực hiện. Đấu giữa Sơn La Khánh Hòa Biển Việt Nam gặp Dượng Nam Hà Nam Định có thể sẽ chỉ ra cái tên gần như là sẽ phải xuống hạng nếu như Sơn La Khánh Hòa Biển Việt Nam không thắng. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu trên sân Pleiku đã được bắt đầu. Đó sẽ là những cái tên được người ta chờ đợi mang về bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu này. Minh Vương, người đã theo sát Minh Vương đó là Adriano Smith, câu lạc bộ Hải Phòng, đội khách trong cuộc đấu ngày hôm nay. Hoàn toàn không có gì phải vội vàng. Họ chơi khá ổn định và sẽ chờ đợi để trừng phạt đối phương. Rất nguy hiểm. Và toàn cơi. Và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ chủ nhà. Hàng phòng ngự của đội bóng được dẫn dắt do ông Trương Việt Hoàng vào lúc này đã mắc sai lầm phần nào trong pha bóng vừa rồi. Minh Vương với bàn thắng thứ 8 ở V-League mùa này. Băng vào dứt điểm ở nhịp bóng thứ 2. Và lúc đó thì cơ hội đã rộng mở khi mà thủ môn Phan Đình Vũ Hải và các hậu vệ của Hải Phòng đã không còn làm chủ được tình hình nữa. Một bàn thắng rất quan trọng đối với Hoàng Anh Gia Lai ở một cuộc đối đầu mà họ như buộc phải thắng để duy trì được vị thế tốt hơn trong cuộc chạy đua. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Cú đá đầu tiên của Felipe Martins không quá mạnh, cũng không quá hiểm hóc, nhưng thủ môn Phan Đình Vũ Hải đã bị giật mình và không thể làm chủ được tình hình. Và nó tạo ra cơ hội để Văn Toàn chớp thời cơ nhả bóng ngược trở lại để Minh Vương dứt điểm thành công. Một bàn thắng quá quan trọng. Ở một đội bóng như Hoàng Anh Gia Lai, nơi đã từng có những chân sút ngoại binh gần như là xuất sắc nhất của V-League trong lịch sử, thì họ cần nhiều hơn thế. Văn Toàn, đường chuyền xuyên tuyến của Minh Vương dành cho Văn Toàn. Vẫn là tình huống theo sát của Hoàng Vít Sai đối với Văn Toàn. Và cũng đầy kinh nghiệm. Đã có lỗi việt vị. Chính xác là Văn Toàn đã việt vị. Văn Toàn mở ra cơ hội dành cho anh trai, không được. Pha đụng vào là của Minh Vương. Đã có lỗi việt vị. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo hiệu việt vị với Minh Vương. Và đó là một quyết định xử lý chính xác nữa. Như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Hải Phòng, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 24 của V-League 1 năm 2019 đã kết thúc. Kết quả của hiệp 1 là 1-1. Minh Vương là người đã ghi bàn thắng thứ 8 cho cá nhân anh ở mùa giải này, đưa Hoàng Anh Gia Lai vươn lên dẫn trước. Chấn giữ khung thành của Hoàng Anh Gia Lai lại có một pha xử lý thực sự lúng túng. Đó là một bàn thua hết sức tai hại. Rất nguy hiểm và đó là bàn thắng dành cho Hoàng Gia Lai vươn lên dẫn 2-1. Đó là Minh Vương. Cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Trần Minh Vương một lần nữa lên tiếng đưa Hoàng Gia Lai vươn lên dẫn trước. Bàn thắng thứ 9 của Trần Minh Vương tại V-League 1 mùa này. Cái lắc đầu ngao ngán của thủ môn Phan Đình Vũ Hải. Hải Phòng đã có cơ hội trước ở hiệp đấu mà chúng ta đang được theo dõi. Nhưng một lần nữa thì họ lại để đối phương vươn lên. Adriano Smith đã khiến cho Doãn Ngọc Tân phải bất ngờ khi không thể ngăn chặn đường chuyền của đối phương. Và Minh Vương băng lên nhanh, xử lý kỹ thuật để đánh bại Phan Đình Vũ Hải lần thứ 2 ở trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu của những sai lầm. Cả hai bàn thắng trong hiệp 1 với những sai lầm của các thủ môn. Và vừa rồi thì tới lượt
cầu thủ đã ghi bàn cho Hải Phòng trận 1 là Arido Smith lại có một pha xử lý thiếu chắc chắn, mang lại cơ hội cho đối phương. Cơ hội phản công xuất hiện nhiều hơn. Đây có lẽ là thế trận mà những Minh Vương và An Toàn trở nên nguy hiểm nhất. Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn 2-1. Minh Vương có thể dứt điểm. Bóng lại gặp phải một mô đất và nảy lên một chút, khiến cho cú sút của Minh Vương trở nên thiếu chính xác. Cú lắc người để vượt qua khỏi sự truy cản của Giã Ngọc Tân. Là chưa đủ để có thể tạo ra được những mọi tình huống bất lợi trên sân Pleiku dành cho đội chủ nhà. Họ còn gặp Sana Khánh Hòa Miền Việt Nam, đội bóng đang yếu thế nhất trong cuộc đua trụ hạng. Thanh Hóa trước SHB Đà Nẵng vào ngày mai. Và bất luận kết quả nào có xảy ra thì Hoàng Gia Lai vẫn sẽ xếp trên so với đối thủ. Đường chuyền là hơi mạnh với đà di chuyển của Minh Vương. Minh Vương đi bóng rất hay. Minh Vương 3-1 cho Anh Gia Lai. Một ngày thi đấu rực sáng của Minh Vương. Pha solo vượt qua 3 cầu thủ hậu vệ của Hải Phòng trước khi ghi bàn vào lưới của Phan Đình Vũ Hải. Tỷ số là 3-1. Cú hat-trick của Minh Vương, bàn thắng thứ 10 ở V-League 1 mùa này. Một trận đấu mà Hoàng Gia Lai với những pha phối hợp đồng đội chưa cho thấy độ hay của họ, nhưng các cá nhân thì đã lên tiếng. Minh Vương với pha solo rất nhanh, đầy tự tin khi đối mặt với Adriano Smith, vượt qua cả Hoàng Vitsai trước khi dứt điểm kỹ thuật. Hat-trick và chắc chắn Minh Vương sáng nhất ngày hôm nay. Bàn thắng giúp cho cách biệt trở nên an toàn hơn dành cho đội chủ nhà. Pha xử lý hết sức kỹ thuật, một trận đấu tối quan trọng trên sân nhà. Tiếp tục là một tình huống để mất bóng của Lâm Quý. 3-2. Martin, Felipe Martin đối mặt Martin và bóng lại đi ra bên ngoài khung thành. Tốc độ của Văn Toàn vẫn là những bước chạy thanh thoát, xóa đi cái giấc 4 năm liên tiếp không thắng trước Hải Phòng. Jermilin đã có động tác thừa, phải rơi vào tình trạng thi đấu thiếu người bởi những hành động nóng đầy. Tình huống diễn ra ngay trước mắt của trọng tài Ngô Duy Lân. Gia Lai sẽ tới làm khách trên sân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì câu lạc bộ Hải Phòng sẽ tới làm khách trên sân của Dược Nam Hà Nam Định. Tuấn Anh. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Ngày thi đấu mà Hoàng Anh Gia Lai có 5 bàn thắng và cả 3 cầu thủ trên hàng tấn công của họ đều đã lập công. Hat-trick của Minh Vương. Đinh Thanh Bình. Minh Vương. Lỗi Việt vị, đó là tình huống mà Văn Toàn lần thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy là cuộc đối đầu trên sân Pleiku giữa Hoàng Gia Lai và Hải Phòng đã kết thúc với một kết quả trọn vẹn dành cho đội bóng phố núi. Hat-trick của Minh Vương cùng bàn thắng của Văn Toàn, Felipe Martins giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Lee Tae-hoon có điểm số thứ 29 trong mùa giải.